Liên quan đến xuất khẩu nông sản, thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam đã có 9 loại trái cây tươi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, bao gồm xoài, thanh long, chuối, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít và măng cụt. Hàng năm, số lượng trái cây tươi sang Trung Quốc là 3,3 đến 3,5 triệu tấn. Từ đầu năm đến nay, lượng trái cây tươi xuất khẩu sang Trung Quốc đã đạt 2,5 triệu tấn, bằng 76,2% so với cả năm 2020. Trong đó, thanh long đạt gần 1,2 triệu tấn, tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái.